không 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 không. Mà chị Miu làm gì đâu mà khờ không biết à? Con này tưởng đi học về thuộc hai bạn Nhật Minh. À. Ô hai bạn em cái này nó người nó chơi thầy chi kiếp. Dạ bà Lan nhá. Cái loài. Ê. Ra mở cửa tắm cửa. Bye bye. Về nhá. Bye bye nha. Bye bye, bye, bye. Đóng cửa, đóng cửa. Ra đi ngoài để đóng cửa. Đây 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 đi mày đây đi đây 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 đây. Đi đâu đi đây có gì đâu, đây nó mày luôn con nào có mặt không. Em chơi đi. Em ơi. Đi chơi bên nào.
Đi ra trước đi con, đi ra trước để xe nó đi rồi đi con. Chị ơi. Đi. Dạ, nó tuổi đó chị. Nó có được 1 tuổi không? Dạ. Lớn lên thì em cho ăn thêm đạm như kiểu thịt bò hay thịt heo nữa. Bình thường cái gì nó cũng ăn chứ. Ăn cơm chưa mà nó đi cũng đi đây. Ăn cơm rồi. Em chồng em bây giờ nó về. Ngâm gì mà ở đây đó. Anh giỏi lắm đó chị. Để cây kem mấy đi chứ. Anh giỏi lắm. Nhìn người giỏi thì chân. Chạy đi 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 đâu ta? Ừ, chạy đi 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 đi. Chạy đi đi đi. Em ngủ đây con. Ngủ này. Em ngủ này, ngủ này. Nè, ngủ. Nào Jim về, nào Jim về, nào Jim về cho ba Hưng về đi nào. Không, 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 không. Rồi theo.